ở trong anh em quay trở lại với Tokyo Online. Vì lúc được và hôm nay tiếp tục gặp lại anh em trong phần game Sky Arena, một cái game mới cho hot tại thị trường game Việt Nam. Như bạn có thể nhìn thấy đây thì nó là một tựa game được phát hành bởi Rico Power Hồng Kông. Thì tựa game này xem nào, nó sẽ có đến 4 server rồi. Như vậy thì nó cũng không phải là cũ và cũng độ mới của nó à, không, mình cũng chưa biết được cái tần suất do server nó như nào, nên không thể khẳng định được nó là cái server S4 này ra lâu chưa, mà nó là đang là server mới nhất. Vậy thì chúng ta sẽ chơi thử server S4 này nhé. Lần đầu tiên bước vào game, cái cốt truyện của nó thì chắc là thần ma thôi. Long long ago, rất lâu về trước, được con của quỷ đã đầu tư của Aswino Ito Ringo Ruin. Nói chung là một cuộc chiến tranh giữa con người và quỷ Demon War này. Rồi, cái cốt truyện chúng ta sẽ bỏ qua đi. Các bạn muốn quan tâm tìm hiểu về cốt truyện của Sir Sky Arena, các bạn sẽ tự mình tìm hiểu sau nhé. Captain, sao vừa vào cái bắt chúng ta chọn nhân vật này luôn này. À không, nhân vật này mình nhìn thích mắt đấy. À, auto đây là một tựa game RPG về ý cảnh các bạn. Rồi nó hơi giật lag một chút. Overwhelm your enemy by using house full skill. Rồi kỹ năng rồi là gì vậy? Cái tốc độ của game rất là nhanh. À, tích cực 20% của skill. The substitute your battle hero on the battlefield will return to your hand. À, thì có thể các nhân vật à? Đấy, nhân vật kia lại thành nhân vật phụ à? Tức là mỗi lần ra dân chúng ta chỉ ra được một nhân vật thôi. Ồ, chứ không được nhiều nhân vật cùng lúc à? Đang có độ bắn. Ở đây là cái con kỳ khánh. Nghĩa là mỗi cái skill ở đây hình như nó chỉ là skill bị động thôi sao? Không còn là skill bị động, nó là skill boost. Mỗi lần kích hoạt nó sẽ tăng một cái gì đấy cụ thể thôi chứ mình cũng chưa nhìn thấy một tung một cái skill nào cả. Đây là cái trung tâm của chúng ta này, sảnh chính này, đây là sảnh triệu hồi này. Mình có một cuộn triệu hồi được từ 1 đến 3 sao, triệu hồi luôn 3 sao đi. Rồi, tất nhiên nó sẽ là 3 sao, mình triệu tập lần triệu hồi đầu tiên lúc nào cũng là nái của vợ. Cái này chắc là 5 sao quá. Triệu hồi kim cương, và Ruby 4 sao, đây là Ethan. Good job, rồi quay lại này. It seems like the monster who imbues the main hole came through the forest. Rồi ta sẽ đi vào rừng rồi. Đây là rừng Crea. Ta sẽ tham gia trận chiến tốn bao thể lực. Cho Ethan vào ứng phó. Wow, đây là trang bị. Trang bị tướng có rất là nhiều cái ấy nhỉ. Có rất là nhiều cái phát triển thế. Nâng cấp trang bị này. Mặc vào này. Chúng ta có Rakuni có 3 sao kìa. Rakuni là cái con trồn này. Dragon Helm ấy. Dragon Helm nó chưa mở khóa rồi. Tí nữa mở khóa chúng ta mới có thể mở thêm được. Tap the auto skill item. Ồ, cái skill này cũng dùng auto được nhưng mà nó có giới hạn thôi đúng không? Rồi mình sẽ dùng luôn. Xem. Đi vào thế giới của The Sky Arena xem nào. Bắt đầu với Raccoon trước. Rakuni rất là hay. Nó tự động dùng skill luôn này. Skill của nó thì như là chủ yếu là hồn máu. Skill bên này là hồn máu này. Như tam blessing cũng skill attribute. Tức là mình nghĩ nó sẽ phân ra làm các nguyên tố khác nhau. Và mỗi cái skill này sẽ boost cho nguyên tố nào đó. Hoặc là tăng tốc đánh, tăng sát thương như nào đấy thôi. Chứ không phải là cái skill màu mè hoa lá đâu. Đấy, đây là tăng skill hệ skill. Steel Archive Attack này là cho mình quên. Metal Blessing.
Oscar Wilde. Rồi, 3 sao này. Ok. Vì thị trấn này. Và shop có gì đây? À, nâng cấp à? Có cả nâng cấp nhà cửa luôn ha. Nâng cấp cái gì trước đây? À, mua thêm luôn. Mua thêm luôn chứ chưa nâng cấp. Construction, công trình thành công này. Đã được upgrade hôn như cái range level of hero skill. Tại đây chúng ta có thể nâng cấp cho nhân vật và kỹ năng. Upgrade luôn. Ơ, Kuni sao có bắt mình upgrade con này vậy? Dùng một con này để upgrade này. Rồi, con này Kuni đã lên được level 5. Ngon. Rồi, tiếp mình sẽ upgrade cho Ethan nhé. Nhân vật có nhiều sao nhất. Đây là quà đăng nhập này. Ngày đầu tiên chúng ta 100.000 gold. 7 ngày chúng ta sẽ được một cuộn triệu hồi 4 sao. 21 ngày chúng ta được một cuộn triệu hồi huyền thoại. Và 28 ngày ra cũng được một cuộn triệu hồi 5 sao. Ngon. Các đồ đều rất là ngon. Event gì đây? 7 ngày đầu tiên. Qua 7 ngày. Ok. 30 sách sử dụng skill auto này. 50 quyển sách nữa, toàn sách sử dụng skill thôi. Quà để chuyển được thứ rồi. Nên mình sẽ có luôn. Và mình sẽ thêm tên vào ngay. Ok, mang ngay. Ừ. Ô, không cho viết à? Ok, có để tao game online thôi. TUTD. Từ 28 ký tự thôi đúng không? Ok, complete. Giờ mình đã xong phần hướng dẫn. Rồi, nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này mình sẽ xk đã. Mình sẽ xem qua cái cài đặt của nó đã nhé. Option. Tài khoản không có gì đặc biệt. Lục tí thông báo. Option đây. Low spec mode, low spec không. Critical screen set on. Rồi. Shadow on. Nên quick à. Mình sẽ xem có nên quick gì không. Ồ, không có tiếng Việt. Đây chúng ta sẽ để tiếng Anh cho dễ nhá. Nó chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung thôi. Có lại tiếng nữa. Trong mình vàng này. Cái gì đây? Đây là cái gì nhỉ? Sẽ về hòm đồ để xem thử xem đây là cái gì. Hòm đồ inventory đây rồi. Item. Hòm chữ cái gì này, sẽ có chữ ở đây. À, chìa khóa dương ngọc. Sao có mình nhận được cái kiểu cuộn trục gì đó mình. Chả hiểu luôn, nhận một đống cuộn trục không ạ. Như và kiểu bách kit này, như special quest này. Đây còn là những cái event của nó, chắc là event ra xe cầm mới. Cái giá của nó cũng không à đây. Và cái chữ này là cái gì đây? Khi thu thập đủ những cái chữ này thì chúng ta sẽ nhận được 500 năng lượng này, 600.000 vàng này, double XP ticket, vé nhân đôi kinh nghiệm. February là tháng 2. Happy thì chúng ta được 100 extra reward. Đây là lời là những cái vé mà khi mà vừa nãy mình đã chỉ cho các bạn, đó là cái vé auto skill đúng không? Thì mỗi đầu trận sẽ có thêm các cái lựa chọn, đó là vé nhân đôi kinh nghiệm, nhân đôi vàng, hoặc là thêm phần thưởng như này. Các bạn tích vào mỗi đầu trận thì khi cuối trận các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng. 10 arena ticket này, mau. Rồi, đầu hết đây là cái sự kiện này, các bạn đều cần đủ bằng chữ cái luôn. Đi mất tịch ruby. Ở đây các có giới hạn miễn phí mới. Rồi đây mình sẽ bỏ qua, không tìm hiểu sâu nhé. Ở đây xem có cái gì mới này. Không sao lại xem mềm luôn rồi. Đây là 7 màu đá. Upgrade hôn. Giờ nó sẽ upgrade ethan đây này. Nó sẽ sử dụng con này. Lên nửa 5 đi. Ok. Ethan. Đây là 5 không. Đây là 4 thẻ. Từ 3 sao cũng cần nhiều ấy hơn nhỉ. Từ 5 sao cũng cần 4 sao cần nhiều hơn. Chúng ta có Pet Ruby và Free Ruby là còn chưa làm thế nữa cả. Pet Ruby thì là Ruby mà chúng ta mua có thể nhập thẻ. Và Free Ruby là những cái Ruby mà chúng ta nhận được, ví dụ như là qua nói một cách khác, nói kiểu Ruby khóa. Các bạn hiểu theo cái kiểu đấy nhé. Các loại đá được liệt kê ở đây. Rồi, hiện tại là thế.
những điểm danh nó qua một số những cái tính năng chính của game rồi. Lúc đây có cái thứ đây, mọi người sẽ đi tiến hành nhiệm vụ nhé. Daily Mission. Daily Mission thì tí nữa chúng ta sẽ làm sao. Hiện tại chúng ta sẽ làm cái quest trước. Cái quest đó chính là nhiệm vụ chính này. Để chúng ta xem một quest mới. Đã đâu complete rồi này. Level 3 là quest mới luôn. Thì ải này mai tí mình sẽ bỏ con Rakuni ra để cho Ethan. Ethan là đội trưởng chính này. Xong rồi Rakuni, xong rồi Saron. Nói ra có ai đúng không? Cái steel đấy đúng, mình nghĩ nó là sắt thép, như kiểu là kim loại ấy. Tại vì đây mình đang thấy nó chia là các loại, các thế hệ khác nhau. Có nhưng sao Ethan 4 sao 4 sao vẫn ở đội kiếm A thôi à? Saron hệ lửa này, Ethan hệ lá, hệ mộc này, Rakuni hệ sắt thép này, máy móc. Và ngoài ra còn có cái hệ như là chiến binh này, tăng cơ pháp sư nữa. Và chúng ta đang chọn một cái tăng cơ là Ethan. Các bạn có thể nhìn thấy là có hot này, XP 5%, gold 5%, đây chắc là cái ưu đãi khi mà mở server mới. Tức là bây giờ các bạn vào trận các bạn auto được cộng thêm ưu đãi này. Mình sẽ để cái auto next luôn nhé. Để nó đi gì đấy, recommend friend rồi, không cần. Cái ải đầu tiên chúng ta không cần bạn bè giúp đỡ làm gì. Đi xem nào. Ai chà chà, mình chất nha. Còn cái bộ cứng cáp thật. Thì cái bộ skill nữa kìa. Đấy là gì đấy? Lút ở góc dưới, à lăn lộn đấy. Nó lăn nhìn sẵn quẩy kích luôn này. Có một cái đó là ban đầu thì mình nghĩ đó là một tựa AOPG, nhưng mà cái tính AOP của tựa game này nó chiếm tương đối nhiều. Gần như là các bạn chẳng phải làm cái gì cả khi mà bước vào game đấu này. Mọi việc khi mà kết thúc game đấu xong thì các bạn sắp xếp đội hình, các bạn lựa chọn một cái vị tướng phù hợp vào trong đội của mình ra, thì hầu như vào trong game các bạn sẽ không phải hoạt động gì nhiều. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là các bạn sẽ không hoạt động gì cả next stage luôn. Mà thay vào đó thì có những cái màn mà sẽ liên quan đến boss này, những cái màn nó bắt buộc các bạn phải né tránh này, chung chia ra một tí, hoặc là có những màn có thể sẽ có bẫy chẳng hạn. Đó chính là những khoảng thời điểm mà chúng ta sẽ không thể vận dụng được vào cái auto hóa được, và chúng ta sẽ phải dùng đến điều khiển máy bay, cái độ mơ hồ. Bây giờ thì mình sẽ được cứ để cho chọn auto hóa thì cái màn đầu nó khá là dễ hơn. Đó, mình sẽ đổi sang hệ tấn công nha. Mình sẽ tìm con năng đấy. Có 2 skill kìa. Bắt đầu 2 thôi. Chẳng lẽ 3 sao để có 2 skill, 3 sao cho 3 skill nhé. Cái than 4 sao thì 3 skill rồi. Chắc là số lượng skill sẽ tùy vào số sao. Tuy nhiên thì đúng hơn là kỹ thuật của tấn công nó sẽ đánh khỏe hơn thật. Nên là mình nghĩ là cách chiến đấu phù hợp nhất đó là các bạn sẽ sử dụng cái này tăng cơ để qua những cái giai đoạn đầu tiên khi mà quân địch còn rất là nhiều, quá nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ dùng tăng cơ để đi đốt máu thoải mái đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng tướng chuyên về tấn công để có thể tấn công một tướng địch. Nói ra nhân vật ban đầu chúng ta nhìn thấy đó là đã là những tướng rất phù hợp để đi tham gia các bàn đánh bóp. Nếu như vậy thì mọi người sẽ xem hợp được có vị tướng như thế nữa không nhé. Ở đây thì đúng là đang 4 sao, chúng ta có 3 skill, 3 sao thì có 2 skill thật. Và mình sẽ để cho cái thang đi đốt máu để bám máu, bám máu nuôi quân trước. Chúng ta có tune next rồi, chúng ta sẽ nhận được gì nữa. Đâm thẳng vào đồn địch này. Bắt chưa? Thì boss này vẫn yếu quá, tăng cơ quá khỏe đúng không? Còn boss yếu này mình đã tạm dừng cái auto next rồi. Giờ mình sẽ cùng được cái quần luôn. Chỉ cho Ethan đi về thị trấn nào.
Về thị trấn, chúng ta có 3 nhiệm vụ được hoàn thành. Đấy, chúng ta sẽ vào cái quest này để xem nhiệm vụ nào xong rồi thì mình sẽ nhận quà đây, lên level 4 này. Thậm chí là level 5. Ô. Complete này. Rồi lại có thêm nhiệm vụ mới. Sao đến cái mission có một quest chúng ta nhận được không ta? Ok, có thể được là level 5 rồi. Level 5 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ về hòm thư đâu nhỉ? Hòm thư đây, mailbox đây. Ui, một cái dragon helm, một cái mũ. Nó sẽ đi summon xem nào. Ruby summon một 10 lần thì sẽ ra từ 3 đến 5 sao. Một lần thì đây, red info đây rồi. Ui. Thôi nếu mà ra web thì thôi. Không cần xem nữa. Bắt phải ra web xem nữa. Được quá đáng. Nó mình scroll chúng ta có một. Xem mình thử nhé. Thì 1 đến 3 sao đúng không? Đây là 1 đến 3 sao, không hy vọng gì nhiều. Ồ, 1 sao. 2 sao là được rồi. Rare summon này. Rồi, Fire Summon, đây là các hệ của nó đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy thông qua cái quyển sách này. Summon Hero Sát. À, đây là những các bạn dùng những cái mảnh ấy. Như là các tướng này sẽ có các cái mảnh. Và chúng ta sẽ thu thập các cái mảnh này để ghép thành một vị tướng nào đó. Đó. Norman Scroll đi hết rồi này. Ray chúng ta còn 3 quận này. Rồi từng quận một nhé. Quận đầu tiên. Không sao. Ồ, nhìn có vẻ khỏe. Thân ở nhìn có vẻ khỏe, nhìn nó đúng 1 sao, à 3 sao. Tâm hết luôn. Đây là skill của nó đây. Chắc là khi đạt được 6 sao thì bạn có thể mở tối đa được 6 skill này. Thêm một lần nữa này. Đây là ai? Nhìn có vẻ yếu. 3 sao thôi. Nhìn kinh vậy. Nhìn qua nó cứ tưởng ninja rùa ấy. Nó không phải, không phải ninja rùa các bạn ạ. Rồi nó sẽ mở thêm lần nữa nhá. Và đây là 5 sao. Ui, nhìn khỏe đấy. Ui, 3 sao. Chẳng cũng như vậy được. Red Summon Scroll vẫn 3 sao. Rồi chúng ta sẽ dùng Ruby Summon thử một phát nhé. Xem được 5 sao không. Với 172 Ruby chúng ta sẽ được 2 phát đúng không. Nhìn vẫn quen nhỉ. Đừng cho một con 5 sao đi mà. Yeah, vẫn là nhìn ra rùa. Sao nhiều vô số kiểu gì vậy. Con 3 sao còn không đổi một con 4 sao các bạn ạ. Số con dẹp thế. Rồi bây giờ sẽ chúng đối lại mình. Ôi ông scale lo nghe còn hạng B nữa thì Yeti kia là người tiếp này. Uta như là có gì đấy con đến rùa. Rồi nhận hết nhiệm vụ này. Ruby thì rất là khan hiếm, cái trò này không cho nhiều Ruby. Hero đâu? Collection đây. Ủa. À, trên là các hạng này. A này. B này. Cái gì đây? Ui, nhiều này á. Mình tưởng đây là tất cả rồi chứ. Ôi, hóa ra mỗi vị tướng nó còn chia. Chúng ta có tổng cộng 6 hệ này. Hệ tự nhiên này, hệ độc này. Hệ nước này. Hệ máy móc này. Tiêu đúng không? Hệ lửa này và hệ ánh sáng tương ứng với nó mỗi vị xem nào. 1 2 3 4 4 này. 1 2 3 4 5 6 7 7 4 2 8 đúng không? Đây ui, có những ví dụ lửa này còn phải lên 6 hàng. Thế thì số lượng tướng ở đây mình nghĩ là phải lên đến tầm được 200 tướng mất. Một con số quá khổng lồ luôn các bạn ạ. Như các bạn có thể tạo ra vô số đội hình luôn. Phải thật ạ. Đây là các bộ trang bị nữa cơ. Ôi dồi ôi, đa dạng thế nhỉ. Rồi biết đấy. Rồi biết thì chúng ta sẽ có thêm này loại upgrade rồi biết này. Loại này sẽ cho x2 kinh nghiệm so với những sử dụng, việc sử dụng các vị tướng thông thường này.
Algorithmic King này, nó gấp 5 lần này. Evolution Rabbit là thỏ tiến hóa này. Candy Evasion to... à, dùng để tiến hóa hero này. Skill Upgrade Rabbit là để tăng tốc kỹ năng cho hero. Với cơ bản chúng ta hiểu được rồi những gì đã diễn ra trong game rồi. Mình đã xây thêm cái Magic Shop nữa này. Magic Shop đấy. Các vị tướng chúng ta đang đi lại kia kìa, các bạn thể nhìn thấy luôn này. Đấy, có 3 tướng tất cả. Magic Shop để làm gì đây? Xem nào. À, mua đồ hả? Magic Shop lại bán toàn kiếm là sao? Tuton Knight Sword mua không? Dùng cho Kamada. Mỗi tướng lại còn một loại trang bị khác nhau nữa cơ mà. Thật đấy. Đa dạng phết. Rồi mình sẽ dùng tướng nào bây giờ nhỉ? Kamada, Ethan có vẻ là vẫn đang nhiều trang bị nhất. Rồi mình sẽ thêm một cái mũ này cho Ethan này. Upgrade lên. Thôi nữa đi. Vấn đề là Ethan đang quá trâu rồi đấy. Kiếm thì B, mũ thì A, nó còn tính 4 sao lại còn đang rất là trâu. Mình sẽ upgrade cái kiếm lên mắc kinh luôn nhé. Upgrade hết lên. Bắt tầm thì thôi, con này không biết lên được level mấy nhỉ? Giới hạn level của nó, mình đang level 9 chứ, nó chỉ lên level 9 thôi. Upgrade hết cho Ethan nhé. Cậu 7 rồi. Ui fail nữa cơ, tỷ lệ fail nữa cơ. Tỷ lệ fail nữa đấy. Rồi. Tỷ lệ fail như nào đấy? Fail bị xuống cấp, không bị xuống cấp. Nhưng cũng khá là tốn vàng về sau đấy. Giờ lên được 10 của gì đây? Cộng 6, cộng 9, cộng 12 và cộng 15 sẽ bonus thêm. À thì chọn thì bonus thêm một số dòng chỉ số. Ở 12 đây rồi. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái critical chance để lên 15 xem nào. Tốn tiền quá nhỉ. Thì 4 này xem 15 sẽ thêm dòng gì nữa nhá. Đây rồi, à sẽ thêm dòng HP. Max level rồi. Ngon. Rồi mình sẽ upload cái mũ này lên. Tôi mua tiếp. Đóng nốt cái mũ này nhé. Thằng nào cũng đang còn có một lượng tiền, nó cũng không lớn đâu, nhưng mà nói chung là cũng đủ hồ. Xem nào. Tỷ lệ fail cũng khá là nhiều đấy các bạn ạ. Mình cứ tưởng là những cái cấp đầu hơi ít đâu, fail khá khá. Rồi người rồi này. 11 này. Cái này chắc hắn phiêu. Ôi vẫn lên à. Hai. Cái này phiêu chắc. Ủa. Cái không nói gì phiêu này. Cái này phiêu. Đấy. Cái này không phiêu. Thì lại phiêu. Còn cái này chắc chắn phiêu. Thì cũng phiêu thật. Không nói nữa. Vẫn phiêu. Nói được lên không? Vẫn phiêu. Mãi mới lên. Bực cả mình. Rồi bây giờ mình sẽ setting cái gì đây? Set list hello và rock hello. Rating recommendation. Đây chúng ta có, đây là bình chọn. Một số người chơi đã đưa ra những đánh giá thì cho cái vị tướng này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đó. Nhận này, phần thưởng 50 cái sách sử dụng skill thì có cần đâu. Đang đầy. Đầy nhà này. Nâng cấp tướng nữa nhá. Upgrade hồn. Để nâng cấp lên cho cái ông kia. Đúng, cái thay này đúng không? Và còn lại dùng hết tất cả để upgrade cho Ethan. Không từ em nào. Lên level bao nhiêu? 26 luôn. Bãi hàng. Cái này cần gì những anh tướng khác nữa. Login đây. Login relay. Cái này sao lại thế nhỉ, mình đã có ngày đâu nhỉ? Hay là cái múi giờ của họ khác nhau? Có lẽ mình lên theo một múi giờ khác. À không nhỉ, xem một giờ của game. Giờ trong game người ta có xem được không nhỉ? Có vẻ như không xem được giờ trong game rồi. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp này. Clear Forest là những cái màn chúng ta đã qua. Ooh.
30 star reward, 30 năng lượng. À, nghĩa là khi mà chúng ta đánh khoảng 10 lần 3 sao này vẫn được thành 30 năng lượng. Nên là dành cho những người chơi nào mà kiểu cần thu thập những cái nguyên liệu có ở trong cái map đấy, thì đồng thời các bạn cũng sẽ có thể thu được thêm phần năng lượng, những kiểu hồi phục lại. Thì đầu tiên mình sẽ mail bác bạn lấy nốt cái đôi kinh nghiệm này lên cấp càng nhanh. Rồi cắm tên vào đâu, vào đây, ngồi một mình Ethan cân cả thế giới nào. Thêm một cái đôi kinh nghiệm nữa, rồi một mình thì được rồi, không còn mình nhiều. Lúc kiếm được mặt luôn đây rồi, 26 bắt cấp đồ. À, cũng có skill chứ, cũng có skill dạng chủ động ý. Đó, à, chứ không phải chúng mỗi đánh thường không nha. Còn là bây giờ mình mới để ý đó là có skill đánh thường ý, skill đánh kỹ năng được mắt. Còn cái này nó không để ý đâu. Đây, chuẩn bị cái tung chiêu bộ giật đất bom bây giờ giảm đi hết. Vậy vậy là vừa rồi mình cùng với các bạn đã trải qua những trải nghiệm ban đầu của tựa game The Sky Arena. Vì có thể của mình đây là một tựa game nó cũng không có quá nhiều điểm mới lạ, nhưng mà nó có một cái điểm rất là hay, đó là đa dạng về các thể loại tướng, các nguyên tố cũng như là cách sắp xếp đội hình. Thì các bạn thì tạo ra được những cái bộ nguyên tố khác nhau và đem lại những cái nguồn sức mạnh khác nhau. Thêm một nữa đó là cái tựa game này có hệ thống trang bị hết sức độc đáo, mỗi một nhân vật thì đã có một bộ trang bị riêng, đó là một cái rất là hay. Ngoài ra thì tựa game này còn rất là nhiều những cái tính năng mà mình chưa có hết, như là cái mỏ đá này, quarry này, cái minh hô này để làm gì người ta chưa biết, level 7 mới biết này, và còn rất là nhiều để là những cái đâu nhỉ, Fauna building này, đây là bộ công trình gọi là ghi danh công trình gì gì đó. Còn rất nhiều building chúng ta chưa dạy được nữa. Vấn đề của mình thì sẽ cho con The Sky Arena này với số điểm là 7.5 điểm và trong tựa game RPG nhập vai về bài. Kèm theo đó là nhiều yếu tố khác mà chúng ta chưa thể lường hết được. Ngoài ra chắc chắn cũng sẽ có những cái màn PvP rồi, nhưng đây chúng ta sẽ mở khóa được hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip review game The Sky Arena của mình, và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.